23 trừ 5 thì bằng bao nhiêu? 18 đúng không? Câu số 4. 23 trừ 3 bằng 20. Rồi câu số 5 là chính là 23 nè. Được chưa? Thế thì ví dụ câu số 1 này là câu số 6, thì xuống đây mình là thuộc câu số 6 là câu này. Hiểu chưa Triển? Được chưa? Của Triển nè. Câu 1 là 6 nè. Được chưa? Câu số 2, đây của Triển nè. Triển tôi cấp cái này của Triển luôn nha. Đây của Triển nè. Vậy câu mình là câu 6 nè. Được chưa? Tiếp theo là câu 12. Được chưa? 12. Tiếp theo là câu mấy? Câu 18 đúng không? Câu 18. Ở dưới này câu 18 nè. Tương tự như tiếp câu câu số 4 là câu 20. Đây là câu 20 nè. Câu số 5 là câu 23. Thì đi tìm câu 23 đây. Và tóm lại cái bài cái đề 1 của Triển là câu 6, 12, 18, 20 và 23. Được chưa? Thì các anh khác còn lại thôi. Chú ý nha. Cái số này là mình thay bằng số gì? Số thứ tự nha. Tại vì các em lấy mã số sinh viên 2, số cuối mã là số sinh viên là bị trùng. Như vậy là cái cách lấy đề câu 1 các em nào thắc mắc không? Các em tự lấy điền vào đi nha. Rồi, tiếp theo về câu 2. Câu 2 này là gì? Câu 2 này là đi gì? Chọn và bố trí cốt thép xác định lớp bê tông khoảng hở các thanh thép tương ứng, phương xác định trọng tâm của cốt thép. Thì cái này hôm nay học ví dụ cũng có rồi đúng không? Như vậy bây giờ đây, ví dụ anh Triển này, anh Triển đâu, được rồi, cái đời đây là nói là dưới này nha. Ví dụ anh Triển tôi lấy luôn nè, anh Triển là số nhiêu? 23. Ok, cộng 1. Trường hợp lấy một số cuối. Lấy một số cuối thôi. Lấy một số cuối. Thì thay vì mã số sinh viên thì cứ tóm lại cái mã số sinh viên mình thay bằng số thứ tự nha. Thì một số cuối của anh Triển là số mấy Triển? Số 3. Số 3 đúng không? Số 3 cộng 1. Được chưa? Số 3 cộng 1. Như vậy của anh Triển là bằng số 4. Được chưa? Số 4 này đây. Số tự mình hàng số 4 nè. Câu D số 1 của anh Triển là số 4. Anh hồi từ từ nha anh hồi. Được chưa? Câu 1 của anh Triển là hàng số 4 này nha. Tiếp theo ở đây là nhiêu? 3 cộng 2 bằng 5 đúng không? 5, 3 cộng 2 bằng 5. Như vậy anh Triển tiếp tục là hàng số mấy? Số 5. Được chưa Triển? Được thôi. Còn A được lấy bằng 2 số cuối. 2 số cuối chính là số thứ tự, được chưa? Dạ, 23. 23 được chưa? Cái A này nè. Thớ A này nè. Là số 23 nè. Bật bật cái file Word của anh lên là điền vô luôn được gì đúng không? A. Đã chưa? Rồi, trong trường hợp mà cái số mình tính ra này nó lớn hơn 9 thì mình lấy nó trừ 1. Ví dụ trong danh sách mình có một anh Trần Văn Tâm nè. Trần Văn Tâm là số 9. Trần Văn Tâm là số 9. Như vậy là 9 nè. Cộng 1 bằng 10 gì đúng không? 9 cộng 1 bằng 10 thì nó như nào? Lớn hơn 9. Như vậy thì mình lấy gì? Lấy 10. Mình lấy cái số đó mình trừ cho mấy? Trừ cho 10.
thì nó ra được là con số 0. Đây lớn hơn 9 này đúng không? Như vậy thì cái chỗ này nó bằng là gì? 10 trừ cho 10 bằng 0. Như vậy là anh lấy cái hàng số 0. Nghĩa là chỗ này anh nào mà lớn hơn 9 thì mình trừ cho 10 thì nó trục lại. Tại vì trong cái bảng này mình chỉ có mấy? Là 9 thôi đúng không? Rõ chưa? Chỗ này anh nào rõ chưa? Nó sẽ bị mấy anh này. Nó sẽ bị mấy anh này. Anh số 9 là anh Trần Quan Tâm này. Tiếp tục là anh số 19 là Lê Hội Bảo này. Và một anh số 29 nữa là Nguyễn Minh Tịnh. Nó sẽ bị ba anh. Được chưa? Rồi. Còn cái A này là mình thớ cho thôi. Được chưa? Cái A này, ví dụ như anh chuyển là số 23, là cái A là 23 này. Còn anh số 9 hồi nãy là Trần Quan Tâm. Trần Quan Tâm là số bao nhiêu? Cái A này bao nhiêu Tâm? Tâm trước à, là số 9 đúng rồi. Cường cái gì phát biểu gì Cường? Dạ cái A là nhân vô chung luôn sao thầy? Đúng rồi, A là nhân vô 7 nhân cho 9 nè, anh này 7 nhân cho 9 nè. Còn anh Triển là 7 nhân cho 23. Được không? Này em nào hỏi nữa, nhiều này em hồi hả? Hồ Đắc Thắng cái gì? Sao Hồ Đắc Thắng? Dạ hồi nãy em hỏi vụ số 9 đó thầy, thầy trả lời thôi. Rồi, số 9 đây đây, em số 9 là lớn hơn 10 này đúng không? Thì em trở lại dạ, dạ, hiểu hiểu rồi thầy. Rồi, dạ. Ok. Rồi. Sao Duy sao? Duy có gì không? À, qua câu 3 thì tương tự như vậy thôi. Mã số sinh viên này là số thứ tự này đúng không? À, đây tính toán cái gần sinh viên từ giả thiết trọng tâm của một dòng giả thiết từ bảng. Thì đây em dạy mã số sinh viên này là mình lấy hai số đúng không? Số thứ tự á, mã số sinh viên là số thứ tự á. Được chưa? Nếu mà nó lớn hơn 9 là lấy số thứ tự trừ 10. Ví dụ mình lấy số anh Triển đây. Lấy một số anh Triển này đúng không? Anh Triển là 23 nè. Cộng không lấy một số cuối, xin lỗi. Một số cuối anh Triển là bao nhiêu? Quý nha, đây lấy một số cuối này nha. Như vậy anh Triển là nhiêu? 3 cộng cho 5 bằng 8. Đúng không? 8 như vậy anh Triển là cái hàng này. Được không? Như vậy là anh Triển là hàng này 30 cộng cho 0,1A. Như vậy cái A của anh Triển này bằng nhiêu đây? 23. 23 lấy hai số luôn nha. Yeah. A bằng 23. Được chưa? Như vậy là của anh Triển bằng 30 này cộng cho 0,1 nhân cho 23 gì đó. Tương tự như vậy sau này mình thớ A vào. Được chưa? Rồi, cái mấy cái hình ở dưới này cũng vậy thôi. Rồi. Cột chiều nén trung tâm tương tự, cái cột chiều nén trung tâm cũng số liệu cũng tương tự nha. Số liệu tương tự. Đấy, và tới cột lật tâm. Tới cột chiều nén lật tâm. Thì số liệu đây cũng có cho sẵn hết rồi nè. Thì còn lại người ta tính thôi.